Ok, hai xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel của mình, và mình là Mystic đây. Và hôm nay, chúng ta sẽ đến với thử thách sinh tồn trong Minecraft Crafting một và mình sẽ gọi cái này là 1.17 đi ha, vì nó giống cái bản cũ của 1.17 mà. Ok, chúng ta sẽ đến với video ngày hôm nay ha. Thì trong tập trước thì mình cũng có làm được vài số linh tinh phải không? Mình đi tìm làng nhưng không thấy. Trong tập hôm nay thì mình đã quyết định rồi mọi người ạ. Quyết định là sẽ không đi tìm làng nữa. Mình sẽ xây một cái căn nhà ở đây luôn đi. Cho nó gọn lẹ đi ha. Ok. Rồi. Hôm nay thì mình sẽ lên trên đi ha. Rất nhiều tiếng nhiệt luôn. Mình xem một cái kiếm đá đó. Người chờ mình xíu. Đá đủ đá rồi nhưng mà cứ dù đi thôi. Rồi. Đó. Cái lò này lúc trước mình nung thức ăn này. Cứ để cho nó nung một tí nữa đi ha. Đây. Ăn hết đống dưa này là được rồi. Con bò kia kêu làm gì? Được vứt ra rồi. Thì trong tập trước mình đi tìm làng, trong lúc ở với mình có sang đây thêm một tiếng hơi to nhỉ. Đây. Thì trong tập trước có gì sẽ sót mọi người thông cảm ha. Đây, rất nhiều bí ngô, mình cứ tưởng tìm thấy bí ngô là sẽ tìm thấy làng, nhưng không mọi người ạ. Chẳng có cái ngôi làng nào gần đây cả. Con nhện này. Con nhện này. Con nhện. Con nhện này. Con nhện này. Con nhện này, hai sợi chỉ luôn. Thì mình sẽ xây cái căn nhà nhỏ ở đây đi ha. Để mình đi kiếm chỗ đất trống nè. À đây, chỗ này đi ha. Thì trước video hôm nay chúc tất cả mọi người có một ngày vui vẻ, tươi trẻ và khỏe. Mọi người đừng quên để lại cho mình nút like, nút đăng ký kênh hoặc là bấm chuông đi ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi khai thác luôn. Đào chỗ này rộng ra một tí, chúng ta sẽ làm cái nhà nhỏ thôi. Sới cỏ. Con bò này đi ra, chúng ta xẻ thịt mấy giờ, đi ra, có hai da thuộc luôn, quá ngon, rồi, mình sẽ ít nói lại nha mọi người, đây, hạt giống kìa, đấy, để mình làm ruộng luôn, càng nhiều thì càng tốt, bí ngô thì mình sẽ không làm ruộng bí ngô đâu. Có hẳn một đống để khi nào mình đi mai thì kiếm sắt để làm golem thôi ha. Thì cái này nó giống phiên bản cũ của BE, mình gọi luôn là 1.17 luôn đi ha, cho nó gọn. Rồi chắc thế này là đủ, nhà bé thôi mà. Đi chặt gỗ. Gỗ rất nhiều. Bên kia còn nhiều hơn nữa. Rồi chặt cái cây vướng này đi. Đây. Thì làm nhà xong, tập sau mình sẽ đi mai nha. Thì mình mong sao các bạn có thể ủng hộ mình nhiều hơn một chút nữa để mình có thêm được video mới. Rồi. Cái gì đấy? Mấy tên à? Của con sờ ke vừa nãy quá. Ồ, bé gà đây. Đi đường nào đây? Đi đường gần này đi. Nghe chặt đường gần này. Xa thì cũng không ổn cho mọi người ạ. Rồi. Rồi nghe những cái lầm này như thế này sẽ gần dân làng hơn, với cả sẽ có slime hơn đấy mọi người. Với như nghe nói
Tầm này thế này cũng sẽ có nhà phù thủy mà. Mà tập trước trong lúc ở thì mình có đi tìm rồi nhưng không thấy. Ủa ít này thôi hả? Cứ chặt hết đống này đi. Cái đợt chặt gỗ này thì mình sẽ cắt đi cho nhanh ha. Khi nào mình cắt đủ rồi thì mình sẽ quay lại nói cho người đi ha. Rồi, ok. Rồi, ok. Sau một hồi mình chặt được 42 cục, chắc thế này đủ thôi cô. Bé gà này, ôm mầm cây này. Trồng luôn đi ha. Để có cây trồng đợt sau nữa chứ. Thì tập sau mình sẽ đi mai kiếm thật nhiều sắt. Gậy. Trời ơi. Sao toàn những thứ mà tôi không cần. Để mình căn xem sao. Tượng này đi. Mình thích xây bằng gỗ sồi hơn đó. Người thích xây bằng gỗ gì hãy comment bên dưới ha. Mọi người thắc mắc cái gì thì cứ comment. Mình sẽ đọc hết. Với cả mọi người có ý tưởng gì thì cứ comment bên dưới. Ý tưởng nào nhiều like nhất là mình sẽ làm. Mình quên đếm rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, đúng 5 rồi, chuẩn. Bên này thì chiều dọc thì làm 5. Chiều dài thì mình làm 4 thôi. 2, 3, 4. Ok. Nhỏ thôi mà đủ ở thôi mà mọi người. Ô, không được rồi, làm 4 không được rồi mọi người. Cắt lại đi. Này đi ha. Rồi, thoáng khí hơn nhiều. Hẹp quá thì không đủ. Ơi. Đúng chưa nhỉ? À, đúng rồi. Dùng hết gỗ này đi. Không. Cứ làm cái này trước đi ha. 1, 2. Đúng chưa nhỉ? Ảo. 1, 2, 3, 4. Ồ, cao quá. Chỉ làm 3 thôi. Rồi. 1 rồi nha. 1 rồi. 2, 3. Ok. 1, 2. À, 3 rồi. Cứ tưởng không được nữa thì chịu. 2. Ui. Bị sao vậy trời? Rồi. Trời lại sầm tối giờ á mọi người. Đi ra. Đây. Rồi, cứ để tạm đây đi ha. Này trước, mình sẽ làm bức tường trước. À, còn cái gỗ này mình sẽ lót nền đi ha. Cho nó đẹp. Ui. Thôi kệ. Chắc ngủ được rồi đấy. Mình đi ngủ đã. À đủ. Đi ra để tao xây nhà. Chúng mày không xây được ở đây làm gì. Rồi, ngủ. Mình thích ngủ sớm hay hơn. Tối zombie scare ra nhiều thì rất là creeper mọi người. Nó mà chạy ra nổ bùm một phát là khỏi làm luôn đấy. Làm ba đi cho nó thoáng luôn đi, cửa sổ xong rồi. Thì không biết mọi người này sắp thi giữa kỳ chưa nhỉ, nếu mà bạn nào sắp thi rồi hãy comment bên dưới nha, còn bạn nào chưa thì cứ comment bên dưới để mình đọc. Đây. Ồ. Nhưng mà thiếu thì chúng ta lại phải đi chặt tiếp thôi mọi người ạ. Video hôm nay sẽ 20 phút thôi. Không dài như video tập 1 kia đâu. Mái nó mà ở đây có gỗ bạch dương thì ở bạch dương thì mình sẽ xây bằng gỗ bạch dương hơn mọi người ạ. Cái cửa.
Nó lại dư cái cửa thì ôi thật mọi người ạ, hình như mình làm hơi rộng mọi người ạ. Thôi sao nhỉ, ba cửa thì ba cửa cho nó thoáng nhà rồi. Thế thôi. À, đất đâu? Có mầm cây dây tiếp không? À con em ơi. À cái đấy mình trồng rồi. Cứ tưởng còn mầm cây chứ. Thì tập sau đi mai thì mình sẽ cố gắng. Cái bảng chế tạo mình để ở dưới. Đây, máy quạ. Cứ tưởng lại để ở dưới nữa gì. Mình sẽ làm cái không làm hết gỗ này luôn đi ha. Ôi ở đây chính cái này, còn gỗ này thì mình để làm nền thôi mọi người, chắc thế này trước đi. Cái này trước. Ăn dưa hấu nó đói nhanh quá mọi người ạ. Ủa, rơi xuống kia là. Có vẻ hơi khó mọi người ạ. Ui, nhầm mục tiêu rồi. Ơi. Khó thật đấy. Thì tập này, ui, tập này mình chủ yếu là mình xây nhà thôi ha. Tập sau thì mình sẽ đi mai, cố gắng đi mai thật nhiều sắt. Dưa này ăn nó nhanh thật. Có dĩ là mình định đi mai từ tập trước rồi, nhưng mà tính đi tìm làng, nếu mà thấy làng thì thôi khỏi đi mai, là làm mái đồng thì cũng được mọi người ạ, lúc nó oxy hóa thì cũng hay. Hết luôn rồi, để mình đi chế tạo thêm ha. Đây làm hết luôn. Thừa thì mình còn để lại làm vài thứ nữa. Ơi, thế rơi hoài vậy, không lên được rồi, không lên được, vẫn phải lên. Rồi khó quá đi à. Nhầm rồi, thôi không sao, tí nữa đào lại. Thế này nó mới dễ mọi người ạ. Ui, vừa nói dễ xong, nó cho mình khó luôn rồi. Mấy con gà này gáy ít thôi. Rồi. Đã 13 phút rồi. Chưa xây nổi căn nhà mọi người ạ. Lại rơi. Thế nó mới tải. Và nhặt luôn đi. Đây. Mình có cảm giác là nhà cũng tạm ổn rồi đấy mọi người ạ. Đủ sống một mình thôi mà. À, và mình cũng kiếm em để chơi luôn. Thì bạn nào muốn chơi thì cứ bình luận bên dưới ha. Mình sẽ nói ra hạt giống của cái này. Và chơi cùng mình cho vui. Mình thế này chán quá. Làm xây nhà và xây mấy cái công trình thì một mình nó cũng sẽ hơi lâu mọi người nhỉ. Rồi. Đây. Mình xây nốt căn nhà đã. Tí làm. Úi. Tí nữa đi tìm cát để làm thủy tinh.
chơi dây hoài vậy? Chơi ít thôi. Xây nhà xong thì chơi khi nào cũng được. Còn 4 cái không biết có đủ đi sang kia không. Còn 3 cái thôi. Còn 3 cái thôi. Ơi lại sai. Rồi hút được rồi. Rồi còn một cái. Ô vừa vừa tròn đủ luôn rồi người. Ừ. Thì cái này, phần này thì mình sẽ làm ván gỗ. Ván gỗ. Ôi làm thêm một cái nữa đi. Đây. Mình sẽ làm kiểu này mọi người ạ. Ờ. Tiếp kịp gỗ. Kệ nó đi. Thế cũng được mà. Rồi. Thêm một hàng đây nữa. Ui, xuống nhặt từ dưới là vừa đủ luôn mọi người. Ào. Đây. Chạy lên lại một lần nữa. Nhanh, sắp xong rồi. Rồi. Nhưng mà một người like mạch thì mình càng có thêm động lực để làm video tiếp. Có vẻ hơi tối nhỉ? Thôi. Ôi, tối không sao. Ôi. Ai đặt cái khúc gỗ ở đây vậy? Người có thấy mình đặt không? Rồi 16 phút rồi. Giờ, giờ đắp nền chắc 13 block gỗ trước thì chắc đủ thôi quá. Mình lấy ở cái khu rừng rập á mọi người. Thứ nha. Nếu mà không đủ thì thôi. Còn nếu mà đủ thì quá ok. Còn 6 cục chắc không đủ rồi. Ở đây. Bí ngô này mình sẽ để dành thôi. Còn đúng 2 cục. Để lấy gỗ này vào đi. Nhìn nó khác như mọi người nhỉ. Ôi không đủ làm cái cửa rồi. Thôi chứ đi chặt gỗ phần đầy. Còn đúng một cái. Để đầu giường luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chặt thêm gỗ. Trời sắp tối rồi. Chúng ta sẽ chặt nốt đi. À đây chặt nốt cái này là đủ. Cái này to đấy. Mình mới có kéo mình sẽ cắt cái này về trang trí mọi người ạ. Cây nấm bên trên mọi người. Chơi đừng vội tối, chặt nốt cây này đã. Đây. Để làm cái cửa thôi mọi người. Wow, được nhiều phết. 8 cục luôn. 8 block luôn. Bây giờ thì mình chưa có ra. À, tập trước thì mình nói mình có. Hả? Ok mọi người, thì mẹ mình vừa đi nương về, xíu nữa là được ăn chửi. Rồi mình sẽ kết thúc video sớm thôi ha. Đến đây thôi, mình sẽ làm cái cửa của mình kết thúc thôi. Chán thật đấy, lại có việc để làm rồi. Thôi mình sẽ kết thúc sớm, ok. Thì 2-3 cái map kia thì tập sau ha. Ôi, con dê nhà mình nó kêu quá trời luôn. Rồi. Trời ơi. Chắc đủ. Con thường vừa lốc. Rồi mọi người. Thật là. Đấy. Thật cái giường ở góc này. Rồi. Rồi, chắc video mình kết thúc đây thôi nha. Nhưng mà mọi người thấy hay, đừng để quên cho mình xin nút like và nút đăng ký kênh. Và cái bấm chuông. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.